Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với lại chương trình chọn bất động sản đơn giản thôi mà. Đây là chương trình giúp các bạn có thể quyết định đúng đắn hơn khi xuống tiền mua bất cứ một bất động sản nào ở trong tương lai. Và sở dĩ có chương trình này ấy, thì đó là bởi trong những năm gần đây thì nhu cầu về nhà ở với mọi người rất là cao. Thế nhưng mà cái khó nhất thì đó là chọn nhà theo tiêu chí nào, rồi thì có từng đó tiền thì nên mua căn hộ hay là nên mua nhà mặt đất, hay là nên cầm tiền đó đi đầu tư một bất động sản nào đó. Và liệu rằng thì tất cả các cái phân khúc bất động sản thì nó có một cái tiêu chí chung nào để chúng mình có thể chọn hay không? Và câu trả lời đó là có. Chính vì thế mà ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng liệt kê những cái tiêu chí chung của tất cả các phân khúc bất động sản. Thì nó sẽ gồm có 6 tiêu chí. Tiêu chí đầu tiên đó là về pháp lý. Tiêu chí thứ hai đó là về vị trí. Thứ ba là tính năng sử dụng. Thứ tư là giá. Thứ năm là thanh khoản. Và thứ sáu là về phần hạ tầng. Trong số thứ nhất này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích 3 yếu tố đầu tiên. Và 3 yếu tố còn lại thì sẽ hẹn gặp lại các bạn vào số thứ hai. Và cái đầu tiên đó là về pháp lý. Thì đối với bất cứ một bất động sản nào, đây cũng là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Nếu như mọi người tự giao dịch, tự mua theo kiểu là trao tay ấy, thì cần phải rất cẩn thận. Chứ kiểu thấy rẻ mà ham thì thực sự là chỉ có lừa đảo thôi, anh em phải không? Bây giờ hỏi thế giấy tờ pháp lý đâu anh? Người ta lại bảo là ôi anh ơi, đất này là đất nhảy du anh ạ. Thì nói thật thôi, cứ chuẩn bị tinh thần là mua chỗ đất đấy về, xong bắt đầu xây nhà tù cho anh em ở là vừa. What? Đấy, vì dính dáng đến pháp luật thì không phải là chuyện để đùa đâu, đúng không? Chính vì lý do đó ấy, thế nên là rất nhiều người ta đã chọn phương án an toàn hơn rất nhiều, đó là mua bất động sản từ các chủ đầu tư uy tín. Bởi vì khi chọn một đơn vị uy tín ấy, thì rủi ro về pháp lý gần như là không có. Cái thứ hai thì đó là về mặt vị trí. Đây là một cái rất là quan trọng mà nhiều người cực kỳ quan tâm. Đối với mỗi người thì họ cần có một yêu cầu về vị trí khác nhau, tùy vào tính chất công việc và tùy vào hoàn cảnh gia đình. Ví dụ là như hiện tại thì khi được quy hoạch lên thành phố, thì thành phố Thủ Đức đang là một nơi mà có vị trí được quá nhiều người quan tâm. Và Vingroup thì cũng vừa mới cho xây dựng đại đô thị Vinhome Grand Park ở ngay khu vực quận 9 cũ, và nó nằm ở phía đông thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một nơi có vị trí khá thuận lợi về giao thông cho những ai có nhu cầu di chuyển ở bên trong cũng như là ngoài thành phố. Cụ thể mà ông nào mà thường xuyên mà hay bị vợ cầm chổi đuổi ấy, thì cũng có thể tham khảo để mà còn biết lối chạy cho nhanh, vì là nó tiếp giáp với rất nhiều những cái tuyến đường lớn trọng yếu, kiểu như là đường Phước Thiện này, đường Long Phước nối dài này, đường Vành Đai 3 này, đường nối Nguyễn Xiển Long Phước này. Và các dự án hạ tầng xung quanh của nó thì cũng đang được xây dựng điên đảo, như kiểu là xa lộ Hà Nội này, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây này, đấy, dự án tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên này, Vành Đai 2 này, đường Mai Chí Thọ này. Đấy, chính vì thế ấy, mà đây được coi là trung tâm kết nối tam giác vàng luôn, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu. Ngoài ra ấy, thì nó cũng là một nơi được quy hoạch để trở thành trung tâm tài chính của khu vực cũng như là quốc tế. Đấy, nơi tập kết của rất nhiều các chuyên gia nước ngoài, mà toàn những kiểu ông kiểu đầu có sạn, kiểu trí thức cao, lương tính bằng đô ấy. Thế nên nếu mà việc mà bạn có nhà để bạn đáp ứng những điều kiện của họ và cho họ thuê nhà, đấy cũng là một ý tưởng không tồi cho cái nguồn thu nhập thụ động của mình. Vừa được giá nhá, mà lại vừa được có người tri thức người ta giữ nhà cho mình, đúng không? Sướng quá thì chứ bây giờ nhá, mua cái nhà xong bắt đầu là mua cái nhà cái khu mà tập kết toàn mấy ông nghiện méo hết cả mồm ấy. Thế xong rồi cho mấy ông nghiện đi thuê lại thì nói thật là anh em, nhà có khác thì London đâu, lúc nào cũng mờ ảo, toàn khói là khói. Cho thuê xong nhá, tiền về sửa lại, nói thật là còn quá tiền mua cái nhà mới, đúng không? Vâng, mà nếu như anh em mà vẫn còn băn khoăn thì đây mình sẽ trình chiếu cho anh em một cái video để anh em xem là cái vị trí khu này nó có thực sự tuyệt vời như vậy không. Vinhome Grand Park, đại đô thị công viên nằm ở vị trí thuận lợi tại thành phố Thủ Đức, sở hữu vị trí vàng đầy tiềm năng, trải rộng trên hai phường Long Bình và Long Thành Mỹ, phía bắc giáp với đường Phước Thiện, phía tây giáp với đường Nguyễn Xiển. Vị trí Vinhome Grand Park tọa lạc ngay tại giao điểm hai con sông lớn, đó là sông Đồng Nai và sông Tắc. Từ Vinhome Grand Park chỉ mất 10 phút di chuyển đến ga metro Bến Thành Suối Tiên và bến xe miền Đông, kết nối trung tâm quận nhất chỉ 20 phút. Khoảng 18 km đến Vinhome Central Park và khoảng 20 km đến cầu Thủ Thiêm. Có thể kết nối dễ dàng với Vinhome Grand Park qua hai tuyến đường. Tuyến đường số 1 là đi từ Lê Văn Việt, Nguyễn Văn Tăng và Phước Thiện. Tuyến đường số 2 đó là di chuyển theo hướng cao tốc Long Thành Dầu Dây, Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Xiển. Trong tương lai, tuyến đường Vành Đai 3 sẽ là tuyến đường chính kết nối trực tiếp đại đô thị Vinhome Grand Park với trung tâm thành phố. Đường Nguyễn Xiển và Nguyễn Duy Trinh kết nối quận 2 và quận 9 nằm trong kế hoạch đầu tư nâng cấp mở rộng mạng lưới giao thông
đường xuyên suốt này sẽ đáp ứng mọi nhu cầu di chuyển của cư dân. Cầu Long Đại nối qua sông Tắc kéo dài từ đường Vành Đai 3, nối thông Vinhome Grand Park với cao tốc Long Thành Dầu Dây, nối liền hai khu công nghệ cao. Cư dân Vinhome Grand Park dẫn đầu xu hướng di chuyển bằng phương tiện công cộng nhanh, sạch, an toàn khi dự án đô thị đường sắt hoàn thành. Sở hữu vị trí chiến lược kết nối các địa điểm trọng yếu, kết nối giao thông đường thủy Đồng Nai - sông Tắc, kết nối hai khu công nghệ cao quận 9, cách sân bay Tân Sơn Nhất 21 km và 40 phút là đến sân bay Long Thành. Đại đô thị Vinhome Grand Park quy mô đến 271 hectare do Vinhome và một số đối tác lớn uy tín ở trong và ngoài nước kiến tạo nên. Trong đó, The Rainbow có quy mô 17 tòa tháp với hơn 10.000 căn hộ. Hiện các căn hộ ở The Rainbow đã đi vào bàn giao. The Origami có quy mô 21 tòa tháp với hơn 10.000 căn hộ. Hiện tại các căn hộ ở The Origami đang trong giai đoạn thi công và dự kiến sẽ bàn giao vào tháng 12 năm 2021. The Manhattan và The Manhattan Glory hiện đang trong quá trình bàn giao nhà cho khách hàng. Đặc biệt The Manhattan Glory có khu biệt thự phiên bản giới hạn. Về quy hoạch hạ tầng, có 3 tuyến đường chạy dọc theo dự án. Tuyến thứ nhất là Vành Đai 3 với hướng di chuyển về cao tốc thành phố Long Thành Dầu Dây và xa lộ Hà Nội. Tuyến thứ hai là đường Long Phước nối dài với hướng di chuyển về cao tốc thành phố Long Thành Dầu Dây và Vành Đai 2. Tuyến đường thứ ba là đường Phước Thiện. Vinhome Grand Park xứng đáng là đại đô thị sở hữu vị trí vàng giữa lòng thành phố Thủ Đức. Vâng, và cuối cùng thì đó là tính năng sử dụng. Mà một bất động sản tốt ấy thì là một bất động sản mà nó có nhiều tính năng sử dụng, như kiểu để ở chẳng hạn, hay là cho thuê này, hoặc là để bán hàng này, hoặc là để làm khu vui chơi, làm kho bãi. Thích thì mở quán bia cũng được, mà thích thì mở làm siêu thị cũng được, đúng không? Đấy, cùng là mảnh đất 100m nha, thế nhưng mà mảnh mặt tiền 2m, sâu 50m nha, thì anh nói thật anh em có giao cả đời cũng không bán được. Cả đời không bán được. Cả đời không bán được. Mà cũng chả ai thuê cơ, đi mua về để làm gì, đúng không? Thuê về để bán được cái gì đâu, đúng không? Ở chả ở được, buôn bán cũng khó. Đấy, thế nhưng mà cái mảnh mặt tiền 10m nhưng mà nó sâu 10m, ui rồi ôi, nó đẹp hơn nó hậu. Hở ra cái mất luôn, vì mua về ở cũng được, mở quán bia, mở siêu thị, phởn lên nhá, đập hết đi làm bãi trông xe cũng được luôn, đúng không? Hoặc là chán nữa nhá, ui rồi ôi, cho thuê. Nói thật anh em, đắt như tôm tươi. Ví dụ như ở Vinhome Grand Park chẳng hạn, khi mà bạn sở hữu một căn ở trong đấy thì bạn có thể cho thuê lại hoặc là để ở. Điều đấy nó rất là đơn giản, đúng không? Đây có lẽ là những cái mà hầu như ai cũng có thể nhìn ra được. Nếu mà bạn đang tự tin là bạn có một cái sản phẩm nào đấy để mà có thể là chinh phục được tất cả những cái cư dân có trình độ dân trí cao ở trong khu này ấy, thì những cái shop kinh doanh tầng 1 là một lựa chọn quá tốt. Ui dồi, dân ở đây thì người ta đã có sẵn rồi, phục vụ được nhu cầu của 30% dân số ở đây thôi thì cứ kê gối cao đầu mà ngủ, tiền vào phà pha. Vâng, và như mình vừa phân tích thì các bạn có thể thấy được tầm quan trọng của pháp lý này, vị trí này và tính năng sử dụng của một bất động sản nó quan trọng như thế nào. Và Vinhome Grand Park sẽ là một lựa chọn quá phù hợp với ba tiêu chí này. Vậy thì còn về phần giá này, về thanh khoản và hạ tầng của Vinhome Grand Park sẽ như thế nào thì được hẹn gặp lại tất cả các bạn vào tập sau ở trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ cũng như trên kênh fanpage chính thức của Vinhome Grand Park anh nhá. À mà nhớ các bạn nhớ xem tiếp tập sau, bởi vì là tập sau thì các bạn sẽ có cơ hội tham gia một cái game để mà nói nó bố của dễ, lụng ngày 50 giải, mỗi giải 1 triệu, cực kỳ đơn giản luôn. Ok, còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.